Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mixer số mới, đó là Bosa L7. Thì hôm nay mình sẽ đặt hộp nó ra như thế nào các bạn. Một dây nguồn các bạn. Một dây cáp hai đầu đều là USB hết, là dây cáp kết nối các bạn. Là kết nối từ máy tính đến mixer này các bạn. Đây nó có đi kết nối từ PC đến mixer đây. Rồi, đây là sản phẩm mới của chúng ta. Bên trong này nó sẽ có một số hướng dẫn tiếng Anh không các bạn. Một phiếu bảo hành. Nhà xuất. Đây là một cái đĩa để chúng ta có thể cài phần mềm cho mixer nha các bạn. Và cuối cùng là một cái remote. Xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ tìm hiểu sơ qua về con mixer này. Và sản phẩm chính của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ đi qua phần thiết kế của đầu mixer Bosa L7 nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một dải màu xanh đây. Dải màu xanh này nó không được làm bằng mặt thẳng các bạn. Nó sẽ là một hình vòng cung từ bên trên xuống dưới và xuống giữa thì nó sẽ phập hình ra. Chúng ta sẽ có logo nhà xuất Bosa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ba lỗ cam mic. Và đặc biệt là phía trên ba lỗ cam mic chúng ta sẽ có ba nút điều chỉnh thiết kế là nút chìm các bạn để tránh những tác động bên ngoài trong quá trình chúng ta sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị. Bên cạnh màn hình có ba nút bảng điều chỉnh mixer, effect và music. Phía trên là mode 1, 2 và mode 3. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có tổ hợp phím điều chỉnh chi tiết hơn, đó là mix, echo, main, music, reverb, có cả lưu và sub nữa các bạn. Thì đây là cái phần điều chỉnh chi tiết bằng tay của mixer này. Chúng ta sẽ có một nút bảng lớn là control và cuối cùng đó là cổng USB. Thì cổng USB này có lẽ là để kết nối với cái dây cáp lúc nãy mình có giới thiệu đó. Và mặt trên đó thì chúng ta sẽ thấy được là hai tổ hợp độ tản nhiệt hai bên. Chúng ta cùng đi qua sơ màn hình mặt sau. Mặt sau bên góc bên này chúng ta sẽ có jack nguồn và nút nguồn các bạn. Đây là bật gió, tiếp theo input và output, sáu chúng ta có 6 cụm loa ở đây và đặc biệt là có một cổng optical. Thì việc điều chỉnh sản phẩm này á, chúng ta đều nhờ qua phần mềm. Nếu chúng ta chọn sản phẩm này thì bên Vida sẽ hỗ trợ các bạn kết nối và điều chỉnh qua phần mềm. Còn nếu không thì nhà sản xuất có tặng thêm cho các bạn một chiếc đĩa nhỏ này. Các bạn có thể dùng laptop của mình để kết nối và cài đặt. Và đó là tất cả những gì mình tập hợp về sản phẩm này.